Rapper đẹp trai nhất showbiz Việt có 30 triệu người theo dõi. Tôi vẫn ngây thơ. Là rapper trẻ có sự đột phá thời gian qua, Hiếu thứ hai cảm thấy chưa đạt được những gì mình mơ ước. Anh vẫn giữ được sự ngây thơ, không toan tính như 4 năm trước. Hiếu thứ hai được nhận xét là rapper đẹp trai nhất showbiz Việt hiện tại với sức ảnh hưởng lớn thông qua chương trình Hai Ngày Một Đêm và Anh Trai Say Hi. Chia sẻ với VietNamNet, với tính cách làm ra làm, chơi ra chơi, Hiếu thứ hai luôn dốc hết sức cho mọi hoạt động tham gia nên gặp khó trong việc cân bằng thời gian. Gần 4 tháng qua, anh chỉ tập trung vào quay hình và sản xuất nhạc, không có thời gian cho bản thân và gia đình. Dù vậy, anh biết ơn vì được bận rộn và dự định sẽ đi du lịch cùng gia đình và bạn bè khi các chương trình kết thúc. Dù không phải thế mạnh, Hiếu thứ hai vẫn tự tin thể hiện vũ đạo trong các tiết mục. Những lần lắc hông của Hiếu thứ hai liên tục gây chú ý vì sự nam tính, quyến rũ, tương tự với màn trình diễn cùng thắt lưng ở tập 4 của Anh Trai C2. Hiếu thứ hai cho biết có chút năng khiếu nhảy, luôn học hỏi và xem lại các phần trình diễn để rút kinh nghiệm. Tại Anh Trai C2, Hiếu thứ hai được khen ngợi vì tính cách thẳng thắn và khả năng chỉ đạo, sáng tác. Anh ngày càng phát ngôn mạnh dạn hơn, thường xuyên có những màn miếng. Hiếu thứ hai được các thành viên tin tưởng và không áp lực mỗi lần làm đội trưởng. Phong cách rap của anh hiện nay là melodic rap, kết hợp lời rap với giai điệu. Điều này giúp anh tiếp cận đại chúng nhưng không được lòng khán giả yêu thích rap thuần túy khi họ cho rằng anh không giữ được bản sắc hip-hop underground. Hiếu thứ hai cũng thử sức với ca hát, điển hình là ca khúc Không Thể Say. Hiếu thứ hai thừa nhận áp lực trước kỳ vọng của khán giả và giới chuyên môn, đặc biệt khi hát bằng giọng miền Nam. Anh không ngại thể hiện khuyết điểm, thích hát bản năng nhưng cũng ý thức trau dồi kỹ thuật thành nhạc để biểu diễn bài bản hơn. Về định hướng sự nghiệp, Hiếu thứ hai muốn phát triển đa dạng hơn ngoài vai trò rapper, nâng cao kỹ năng hát, nhảy và trình diễn để thể hiện nhiều thể loại nhạc. Hiếu thứ hai chưa thể định nghĩa sự thành công vì cảm thấy chưa đạt được những gì mơ ước. Anh vẫn giữ sự ngây thơ, không toan tính như khi mới bước chân vào showbiz 4 năm trước nhưng đã đặt ra mục tiêu cụ thể. Là rapper trẻ nổi bật, Hiếu thứ hai được khen ngợi vì luôn chia sẻ hào quang với các thành viên nhóm GERDNANG. Anh thường xuyên hỗ trợ và đưa đồng đội Hurricane, Negav, Manbo tham gia các show diễn. Negav xúc động khi nói về sự hỗ trợ của Hiếu thứ hai, trong khi Hurricane khẳng định không có Hiếu thứ hai thì sẽ không có Hurricane bây giờ, và Hiếu thứ hai đã thay đổi cuộc sống của anh. Hiếu thứ hai tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, nổi bật từ chương trình King of Rap 2020. Với vẻ ngoài điển trai, phong cách quyến rũ và âm nhạc trẻ trung, anh đạt giải nghệ sĩ của năm tại WeChoice Awards 2023 và nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2024. Hiện tại, anh là rapper có ảnh hưởng lớn với hơn 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và nhiều hit nổi bật.